Con nghe sư giảng vì tu đạo hoàng đã chữa được mắt, thấy được con voi, nhưng do mắt yếu nên nhắm lại. Vậy cái thấy của vị Tư Đà Hàm như thế nào? Xin sư giảng giải thêm về cái thấy của các vị. Cái ví dụ về con voi, cái nhìn con voi của các bậc thánh ấy, từ có nói trong bài kinh Căn Bản Pháp Môn của lớp Trung Bộ Kinh. Nó như vậy nè, nó giống như một cái người, một cái vị người mà không biết đạo, thì họ giống như một người mù. Mà dù cho quý vị có mô tả con voi như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không cách chi họ tưởng tượng được con voi nó trông như thế nào. Nhưng mà một người phàm ấy mà có học đạo thì họ giống như một người mù mà được sờ con voi, được tận tay sờ con voi, thì họ có tương đối họ biết được con voi nó như thế nào. Nhưng mà cái biết con voi của một người mù ấy, cái sự tưởng tượng trong cái đầu óc người mù con voi đó nó rất là lạ, nó không có đúng như thật. Nhưng ít nhất là họ cũng biết là có con voi, và con voi nó có một vài cái bộ phận như thế. Tương ứng với cái người học đạo, mặc dù là họ biết rõ cái giáo lý vô ngã, nhưng mà cái hiểu của họ về tứ đế, về tam tướng và về nhân quả đấy, nó vẫn chưa có hoàn chỉnh, nó lạ lắm, nó chưa có chính xác. Nói nó sai thì cũng có thể là sai, nhưng mà nó vẫn tốt hơn so với cái người không biết đạo. Nhưng mà nó đúng á, thì nó cũng đúng, mà chẳng qua cái đúng đó nó chưa có hoàn hảo thôi. Còn một vị sơ quả Tu Đà Quờn ấy, giống như một người đã được chữa mắt, vừa mở ra nhưng mà thoáng thấy hình bóng con voi, nhưng mà sau đó do nó bị choáng ánh sáng nó nhắm lại ngay lập tức. Cũng giống như nhưng mà cái thấy con voi đó, nó ít nhất là họ không có sai nữa, họ biết con voi nó như thế nào rồi. Cái sự tưởng tượng con voi đó, họ khi họ nhắm mắt lại họ vẫn phải dùng cái sức tưởng tượng, nhưng mà cái sức tưởng tượng của con voi đó, sức tưởng tượng về con voi đó nó không có như người mù nữa. Tức là họ biết chính xác cụ thể con voi trông như thế nào, mặc dù họ vẫn phải dùng cái trí tưởng tượng. Giống như là một vị sơ quả, vị đó biết Niết Bàn là cái gì, biết rõ tứ đế là cái gì, biết rõ tam tướng vô thường, khổ, vô ngã là cái gì. Mặc dù cái biết của các ngài đó vẫn còn phải sử dụng đến cái tưởng, nhưng mà ít nhất là nó không có sai lầm nữa. Còn một vị rồi tiếp nữa đó, cái người đó khi mà họ nhắm mắt lại đó, họ mở mở ra lần hai, mở ra lần hai họ thấy con voi nó rõ ràng hơn, nhưng mà vẫn còn chói, cho nên họ nhắm mắt lại một lần nữa. Rồi sau đó đó họ mở mắt ra lần thứ ba thì họ sẽ thấy con voi nó với những đặc điểm rõ hơn. Ví dụ như con voi nó có những cái sợi lông, nó có những cái nếp nhăn, họ thấy rõ hơn, họ nhìn được lâu hơn, nhưng mà họ vẫn còn mỏi mắt, tức là mắt họ còn mỏi, cho nên là họ vẫn nhắm lại được thêm một lần nữa. Cho đến lần thứ tư thì con mắt của họ hoàn toàn khỏe mạnh và họ có thể nhìn con voi một cách thỏa thích. Nó tương ứng với là bốn đạo bốn quả. Đấy, vì nhị quả thì thấy rõ Niết Bàn hơn một tí, thấy rõ tam tướng hơn một tí, thấy rõ tứ đế hơn một tí. Vị tam quả thấy rõ hơn nữa, nhưng mà vẫn còn những cái phiền não, vẫn còn một vài cái kiết sử, cho nên vẫn chưa có thấy một cách rốt ráo. Chỉ có đến vị thánh A-la-hán thì vị này mới giống như một người hoàn toàn sáng mắt và cặp mắt khỏe mạnh, không còn phải nhắm lại nữa. Thì vị ấy thấy sự thật, thấy tứ đế, thấy duyên khởi, thấy tất cả các pháp bằng cặp mắt trí tuệ, và vì đó không còn phải dùng cái sức tưởng tượng nữa.